Rồi, xin chào anh em nha. Hôm nay là miền 1.4 với 1.6 hàng kháo xe là về lại nữa nha anh em. Không về hết hàng anh em điện quá trời luôn. Rồi giờ có hàng lại anh em nào cần thì có việc alo lại cho mình nha. Dưới Hoa Lăng mâm lửa 6 cục hàng Diêm Trần này nha anh em. Lâu lắm rồi cũng mới có hàng lại cả năm rồi. Giờ mới có lại được 6 cái. Dưới Phục tải đồ này thì dành cho quay game nha anh em. Dành cho quay game, GS nói chung là dành cho tất cả các dòng Honda. Sigurd thì gắn hay không vừa nha anh em, hơi dài. Với cầm zin Honda mới nha anh em. Cầm zin Honda mới. Rồi bây giờ để anh quay chi tiết cho anh em nha. Trước tiên là cái niềm xe trước 1.4 mình xài cho tất cả các dòng Honda nha anh em. Yêu cầu xe anh em 1.4 là mình xài chung nha. 1.4 hàng zin này nha anh em. 1.4 zin Honda, hàng thoát xe y như mới luôn nha. Hàng tháo xe y như mới nha, chưa xài luôn nha anh em. Chúng nói chung là mới 100% á, tại vì chỉ có cái dấu là tháo ra thôi, còn như là mới hết. Rồi cái niềm 1.4 hàng tháo xe mới này zin nha anh em, niềm này zin nha, mình bán cho anh em với giá 260.000 một cái. Rồi sẽ tới cái niềm 1.6, niềm 1.6 này là niềm vít nha anh em, là BBC nè, là của Yamaha nha anh em. Cái loại này của Yamaha xài cũng rất là bền nha, nó là nói chung là nó cũng là hãng da, xài thì độ bền nó cũng như Honda nha anh em, chất lượng thì ngang nhau với Honda nha, nhưng mà tại vì nó ký hiệu của Yamaha thôi, bản nó là xài của nó là 1.6 nha anh em, 1.4 1.6, cái này là mình xài chung cho tất cả các dòng Honda được bình thường nha. Đó, xài chung bình thường, hàng cũng zin tháo xe mới luôn. Rồi cái niềm 1.6 hàng tháo xe mới này thì bán cho anh em với giá là 280.000 một cái nha. Đó, anh em nào mua nguyên cặp là nó 1.540, nguyên cặp 540. Rồi bên mình thì có bán căm luôn nha anh em, căm sao của tháng đùm nha anh em, căm sao đùm, căm trước đẻ. Căm trước đẻ này mình xài chung cho GS, ZX với phu trò 1 rồi xài chung nha anh em, căm lớn nha. Đó. Rồi bộ căm này bán cho anh em với giá là 350.000 nha. 350.000 một bộ căm. 350.000 bộ căm nha anh em. Bộ là căm này là căm mới zin nha anh em. 350.000 mình có thắng đùm luôn nha, đĩa đùm có đầy đủ. Rồi tới cái phần hoa lăng này zin của Honda nha anh em, Mitsuba nè. Đát 2022 nha anh em. Mitsuba đát 2022. Cái này là hàng zin trần nha anh em. Zin trần không hợp nhưng mà là zin nha. Bao cho anh em là hàng zin 100% nha. Cái này là xài chung cho tất cả các quay Honda mà 100 nha anh em, quay GS, quay A. Rồi sự Super Game với quen pha nhỏ 203 24 là xài chung nha. Rồi cái hoa lăng này thì mình về được có 6 cái nha anh em. Mình đặt số lượng nhiều lắm nhưng mà không có hàng nha. Nó về chỉ được 6 cái. Thì mình bán cho anh em với giá là 260.000 một cái nha. 260.000 một cái hoa lăng này nha anh em. 260.000 một cái. Nên em dòm nè, y như mới luôn. Cái này là hàng trần nha anh em, hàng zin trần là mới luôn nha. Đá toàn bộ 2022 hết. Quá đẹp. Nha anh em. Về được 6 cái duy nhất nha. Lúc trước mình cũng có bán dòng này rồi, khách mua cũng nhiều lắm nhưng mà nó hết hàng nha anh em. Nó hết hàng thời gian rồi giờ mới có lại nè, khoảng cả năm nay mới có lại. 6 cái nha anh em, cái nào cũng đẹp hết, bao anh em là không lỗi lầm nha. Không lỗi lầm gì hết. Cái này là mình xài lửa 6 cục nha anh em. Lửa 6 cục nha. Xài cho quen pha nhỏ là lửa 6 cục, quay game Trung Quốc sẵn xài chung luôn nha. Yêu cầu anh em xài lửa 6 cục là mình xài chung được hết nha. Lửa 6 cục là mình xài chung ok hết. Quá đẹp. Rồi tới cái phần phục tải đồ nha anh em. Phục tải đồ. Phục tải này thì mình gắn cho quay game nha anh em, quay game Trung Quốc nói chung là tất cả các dòng Honda nha. Tất cả các dòng xe số Honda
bên mình nó có hai màu, màu đỏ với màu đen. Cuộc này thì tải trọng của nó là từ 200kg trở lên nha anh em. Cuộc này là nó trong là có nhớt nha anh em, nhầm anh em hỏi là có nhớt hay không nhớt nha. Thuộc là xài phải có nhớt nha, xài mới chịu nổi nha anh em nè. Cái ống ở trong này là nhớt nó đổ vô trong này nè, là nó phải có nhớt ben, nhớt khí lực ở trong á mình xài mới được nha. Chứ thuộc mà không có nhớt là không bao giờ xài được nha anh em. Tại vì trên thị trường bây giờ nó có một dòng thuộc rất là rẻ nha anh em, nó bán cũng rất là rẻ, nó bán có 100 mấy, gần 200.000 cặp à. Nhưng mà ở trong nó không có nhớt anh em, nó chỉ có lò xo với cái ti nó thôi, nó không có nhớt, chạy đâu có được, chạy đâu có chịu nổi anh em. Bởi vậy nhầm anh em hỏi mình phuộc này có nhớt hay không, phuộc này là phuộc phải có nhớt anh em, phuộc thủy lực nhớt, nhớt thủy lực đàng hoàng mới xài được. Đây mình có hai màu đỏ và màu đen, thì màu nào cũng bằng giá hết trơn nha anh em, là 250.000 một cặp nha. Cái này là anh bán cho anh em giá sỉ rồi nha. Anh em nào lấy số lượng thì mình bao ship, còn anh em nào mua lẻ thì tự trả ship nha anh em. Một này thì tải nặng nó thì bao bền cho anh em luôn. Lò xo cứng cáp nè. Có dòng xài thì rất là, dòng này xài rất là im nha anh em. Tại vì mình bán số lượng rất là nhiều cho khách rồi. Khách xài chưa có thấy nào, khách nào phàn nàn về chất lượng nó hết nha. Giá thì rẻ, chất lượng thì cao nha. 250.000 một cặp. Mình có hai màu nha anh em, màu nào cũng đẹp hết nè. Anh em nào muốn tăng lên nè đó, muốn trở nặng nữa thì tăng lên nó có mắc vậy nè đó, anh em cứ đè tăng lên thôi đó, 200kg. Như tăng lên mình chạy mình thấy cảm giác chưa có nặng nữa, mình tăng lên tới đây nữa đó, mình tăng lên chừng nào nó hết thôi, nó lên tới đây là thôi. Đó, như anh em chạy thời gian nó nhão thì mình cứ tăng lên, tới khi nào mà cặp phuộc nó hư thì thôi. Đó, mình bán cho anh em chỉ có 250.000 một cặp thôi nha, quá rẻ. 250.000 một cặp, 260.000 một cái, 280.000 một cái, 260.000 một cái nha anh em, 1.4, 1.6 nha. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha anh em. Anh em nào có coi được video của mình thì nhớ cho mình một đăng ký nha, một đăng ký nhớ nhấn vô cái chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Tại vì bên mình chuyên bán phụ tùng nha, tại vì chuyên bán phụ tùng thì mình đăng rất là nhiều phụ tùng. Nhà anh em hỏi không hỏi thì sao mà coi lại kênh thì anh em nhớ đăng ký kênh và nhấn vô cái chuông, thì anh em sẽ mỗi chiều nào mình đăng lên thì nó sẽ nổi lên điện thoại anh em nha, và anh em tự thấy à, khỏi cần kiếm lại. Nhà anh em la kiếm lại hoài không biết đường kiếm. Rồi, cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.